cái bụng kia nó khóa. Cái này cái nào? Lâu lên đi. Trời ơi. Cái bộ này tao bỏ lâu lắm rồi này. Quay cái bộ này rồi, lên lấy tay ra. Đây. Đây. Đại ca hiệp của cô đây nha. Anh em làm phim. Đấy, đại ca mới mua xe cho hiệp của cô đây nha. Đấy. Anh kia chào anh em cái. Chào anh em của hội bà cô nha. Được, đại ca của em. 3 điểm. Đây, đây là hai cô tiên nha. Hai cô tiên. Họ coi nhiều đấy ca. Đấy. 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 Phê của đại ca đấy. Đấy. Chào mấy anh em Facebook của đại ca nhá. Đây mấy anh em đang phim. Đấy. Đấy, mấy anh em phim. Đấy. Đấy, mấy ông này đánh nhau rồi. Đấy. Ui giời. Hay. Đấy, ui giời. Ui giời. Quên lộn. Đây. Mà hôm nay chuẩn bị ra trận nha anh em. Đấy. Đấy. Anh em chia sẻ nha. Chào mấy em đang xem. Chào mừng anh em của bạn bè của đại ca nha. Dạ. Đây nhiều này cơ, đây họ coi nhiều này. Quân hiệp Facebook ai? Hả? Facebook của ai? Của cô đây cơ. Tại thì Facebook anh hiệp bị khóa 3 ngày nha mọi người. Khóa thế mấy ngày anh? Khóa tới 12 tới tháng 7 là. Đại ca không ăn sáng, uống nước trà thôi nha anh em, buổi sáng. Đây. Đây là anh trai em trai của hội ba cô. À không, anh trai. Trăm mấy người mấy lâu lắm rồi u này đâu à. Anh em đang làm Facebook cũ nha, mới về tạm ngưng rồi. Lâu quay cái này chứ không được. Cop. Đây, hôm nay sát thủ vô lâm đây nha. Hôm nay là chủ đề là giải bọ. Mới làm vốn cái đa xăng. Đây, mấy em.
Mấy anh này là cứ ra trần suốt không nghỉ nha anh em. Nào ơi. Chào mọi người, mình xem. Đây là hai ông này vài trình nha. Đây. Hai ông này hút thuốc. Đây là đại ca đang họp nha anh em. Đang họp khai trương bộ phim nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Cái sáng đến giờ chưa uống ly trà, chưa uống ly nước lọc nha. Đấy, chưa mệt. Hôm nay là tuần là sát thủ đấy. Đúng rồi. Đấy, ông này mệt rồi, ông này nghỉ trước rồi. Đúng rồi. Đấy. Khắp khắp. Áo này chắc định về trong cái áo của bạn này. Áo Mỹ đấy. Áo Mỹ rồi đấy. Áo Mỹ đi về đó. Đó hả? Đó cũng hiểu cho nó. Đó, rõ đó. Anh nhà bảo buổi sáng tới 5 giờ nha anh em, chưa ăn gì cả. Anh nhà bảo đang xe riêng của hồi bà cô nha. Tất cả anh em
Đại ca của đại ca.